Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét bài 3 về mảng và lệnh lập. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc lệnh lập và sử dụng các lệnh lập ở trong Java. Sử dụng while, do while, for. Hiểu và áp dụng lệnh ngắt vòng lặp break and continue. Và hiểu và sử dụng mảng ở trong Java. Đầu tiên, lệnh lập và ngắt. Lệnh lập thì trong Java hiện nay cung cấp cho chúng ta về cơ bản là 3 loại lệnh lập, tức là while, do while và for. Tuy nhiên riêng đối với vòng for thì nó lại tách ra một cái loại nữa, đó là for each. Và chúng ta có hai cái lệnh ngắt, đó là break và continue. Đầu tiên là lệnh while. While thì xem xét điều kiện thì chúng ta sẽ thấy là trong khi điều kiện này đúng sẽ thực hiện công việc ở đây. Và đi vào thì chúng ta xem xét điều kiện, coi thử điều kiện có đúng không. Nếu đúng thực hiện công việc. Thực hiện công việc xong quay lên lại kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng tiếp tục xuống thực hiện công việc, quay lên lại kiểm tra điều kiện. Đúng, tiếp tục công việc, quay lên lại kiểm tra điều kiện. Và thực hiện vòng lặp miết cho tới khi điều kiện sai thì thoát khỏi vòng lặp. Và đây là ví dụ. Đầu tiên, khai báo biến y bằng 1. Trong khi y nhỏ hơn 20 thì in ra đó là hello world. Và tăng biến y lên cho 1. Quay lên lại kiểm tra điều kiện. Thì chúng ta thấy cái sơ đồ khối như thế này. Đầu tiên y bằng 1 thì tương đương với câu lệnh ở đây. Sau đó kiểm tra điều kiện y nhỏ hơn 20. Nếu điều kiện này đúng thì in ra hello world. Và tăng cái y lên cho 1. Tiếp tục quay về kiểm tra điều kiện. Điều kiện đúng, hello world, tăng y lên cho 1. Và thực hiện liên tục như thế cho đến khi y sẽ bằng 20. Nếu mà y bằng 20 thì y nhỏ hơn 20 thì cái điều kiện này nó sai. Và điều kiện sai thoát cái vòng lặp. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem xét demo xuất bản cửu chương 7. Và thứ hai là tính trung bình cộng của các số chia hết cho 3 từ 27 cho tới 250. Trước hết mở netbin và trong netbin kích file chọn new project. Ở đây chọn Java application và Java with Maven. Nhấn net và đặt tên dự án đó là slide 3 demo. Và ở bên dưới thì chúng ta đặt group ID đó là edu.poly. Và ở đây thì đặt cái package đó là slide 3. Như vậy thì chúng ta đổi tên một số các thành phần như thế này. Nhấn Finish để tạo dự án. Và kích phải vào tên Package và chọn New Java Class. Ở đây chúng ta đặt tên lớp đó là bản cửu chương. Bản cửu chương. Nhấn Finish để tạo lớp. Và trong lớp bản cửu chương thì có thể tràn vào cái phương thức public static void main bằng cách gõ ps và nhấn control space, nhấn enter để tràn cái nội dung của cái tràn cái phương thức public static void main.
Để hiển thị bản cựu chương thì trước hết có thể khai báo hai cái biến. Một, đó là A bằng 1, B bằng 7. Và khi thực hiện in bản cựu chương thì có thể dùng hàm đó là printf phần trăm D nhân với phần trăm D bằng phần trăm D. Và chúng ta khai báo thêm cái biến C bằng A nhân cho B. Và ở đây thì có là A, B và C. Sau khi mà in ra cái dòng này xong thì chúng ta sẽ chạy thử chương trình bằng cách kích phải chọn run file. Và chờ đợi cho Netbeans chạy chương trình. Ở đây chúng ta thấy 1 nhân cho 7 bằng 7. 1 nhân 7 bằng 7. Cái này nó cũng có hơi ngược một tí. Chúng ta có thể là điều chỉnh cái chỗ này. Đó là A là bằng 7 và C là bằng 1. Và chạy lại chương trình. Thì chúng ta thấy đó là gì? 7 nhân 1 bằng 7. Và câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta thấy như thế này, tại sao mà không tăng cái B này lên? Cái A thì chúng ta giữ nhưng cái B thì có thể là tăng lên là từ 1 cho tới 10. Để cứ mỗi lần tăng như vậy sẽ in ra được một cái dòng như thế này. Và để làm được điều đó thì chúng ta có thể sử dụng cái vòng lặp while. Và sử dụng vòng lặp while thì thực hiện như thế này. Đầu tiên là while B nhỏ hơn hoặc bằng 10. Sau đó là chúng ta ở đây thì siệt N là xuống dòng. Sau đó khi mà tính C xong thì có thể tăng cái B này lên cho 1. Tăng B lên cho 1 và thực hiện lại chương trình run file. Và chúng ta thấy đây là cái bản cựu chương đã được in ra. Bản cựu chương 7 được in ra như thế này. Trong này thì cứ mỗi bước lập thì chúng ta sẽ tăng cái B lên để tính ra cái dòng tiếp theo. Tăng B lên để tính ra cái dòng tiếp theo. Và cứ mỗi bước lập thì sẽ in ra được cái dòng, mỗi dòng như thế này. Tức là B là một giá trị thì chúng ta in ra được một dòng. Tăng giá trị của B lên in ra dòng tiếp theo. Tăng giá trị của B lên in ra dòng tiếp theo. Và đây là cái cách mà có thể in ra bản cửu chương 7 theo như cái yêu cầu của cái demo. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét cái yêu cầu ở demo thứ hai, đó là tính trung bình cộng các số chia hết cho 3 từ 27 cho tới 250. Và để làm bài này thì trước hết sẽ tạo lớp, kích phải chọn new, chọn Java class và đặt tên lớp đó là trung bình cộng, hay là chúng ta để là trung bình, và nhấn finish để tạo lớp. Trong lớp trung bình thì có thể tràn cái phương thức public static void bằng cách gõ ps, nhấn control space. Và trong này thì có thể khai báo hai biến, đó là biến y sẽ chạy và chạy từ 27
Ở đây thì y có thể là chạy cho tới là 270 theo yêu cầu. Và khai báo thêm hai biến, đó là biến AVG bằng 0 và biến thứ hai đó là biến cao bằng 0. Ở đây thì có thể là biến khai báo biến sum, tính tổng sum. Sau đó sử dụng vòng while, y nhỏ hơn hoặc bằng 270 và sẽ thực hiện tăng y để chuyển qua bước lập tiếp theo. Và trong cái bước lập hiện tại thì có thể kiểm tra y có chia hết cho 3 mà bằng 0 hay không. Thì để mà kiểm tra chia hết cho 3 thì chúng ta lấy phần dư của phép chia, tức là y chia lấy phần dư cho 3 và kiểm tra phần dư đó có bằng 0 hay không. Thì nếu bằng 0 thì kết luận đó là y chia hết cho 3. Thì lúc đó có thể thực hiện phép cộng, đó là sum cộng bằng y, và ở đây là tăng cái số lượng các cái số chia hết cho 3 lên cho 1, tức là tăng cái biến khao lên cho 1. Và sau khi thực hiện vòng lập xong thì ra bên ngoài, công việc đơn giản là chỉ cần đó là in cái giá trị của cái này là in giá trị tổng các số và trung bình các số. Trung bình các số thì chúng ta cũng in ra average. Tuy nhiên cái khi tính trung bình thì nó có cái giá trị thập phân, cho nên ở đây chúng ta sẽ có là khai báo biến trung bình. Trung bình là bằng cách đơn giản đó là chuyển cái sum này và chia cho count, chuyển cái sum thành là float và chia cho cái biến count. Và sau đó thì trong này là sum và average. Chúng ta có thể in thêm một cái dòng nữa, đó là tổng số các số chia hết cho 3 và D. Thì cái này thì cho count. Và bên này thì in cái ký tự xuống dòng. Và đây là toàn bộ cái nội dung của cái phần demo cho phép chúng ta sẽ thực hiện tính trung bình của tất cả các số nằm trong cái khoảng từ 3 ở từ 27 cho tới 270. Và các số này sẽ là chia hết cho 3. Ở đây chúng ta có thể chỉnh lại, đó là 250 chứ không phải 270. Yêu cầu của cái phần demo đó là 250. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét cú pháp của lệnh do while. Lệnh do while thì cũng tương tự như lệnh while, chỉ khác ở chỗ đó là do while sẽ kiểm tra cái điều kiện sau và lệnh while kiểm tra điều kiện trước. Ở đây chúng ta thấy đó là vào sẽ thực hiện công việc. Thực hiện công việc xong sẽ đi tới kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện này đúng thì quay lên thực hiện công việc. Kiểm tra điều kiện đúng, quay lên thực hiện công việc. Kiểm tra điều kiện đúng, quay lên thực hiện công việc. Và nếu điều kiện sai thì thoát vòng lặp. Ở đây why và do why khác nhau ở chỗ là lệnh why và lệnh do why. Lệnh do why là sẽ thực hiện cái công việc ở đây ít nhất một lần. Còn why là sẽ thực hiện công việc ít nhất là không lần. Và thường người ta sử dụng do why trong những tình huống nhập liệu. Và ví dụ cho số là bằng -1, số bằng net double
và kiểm tra, tức là trong khi cái số này mà nhỏ hơn không thì phải yêu cầu người dùng nhập lại dữ liệu. Còn nếu mà số lớn hơn không thì chúng ta thoát. Và chúng ta sẽ xem xét phần demo để cho phép nhập điểm số từ người dùng và yêu cầu điểm là phải từ 0 cho tới 10. Nếu nằm ngoài cái phạm vi này thì yêu cầu người dùng nhập lại điểm. Mở lại dự án demo. Và trong dự án demo thì có thể thêm một lớp, đặt tên lớp này đó là sinh viên. Nhấn Finish để tạo lớp sinh viên. Trong lớp sinh viên thì tràn vào cái phương thức Public Static Voidman. Và ở đây có thể khai báo đó là điểm bằng trừ 1. Và khai báo cái đối tượng là thể hiện của lớp Scanner. Scanner. Và chúng ta có thể new scanner system login và sử dụng vòng lặp do while. Do sẽ thực hiện là báo cho người dùng biết là người ta cần cái gì, nhập điểm. Và điểm bằng, ở đây chúng ta có thể là đổi cái điểm thành là kiểu dữ liệu float vì nó nằm trong khoảng từ 0 cho tới 10 và có thể là có phần thập phân. Xem xét điểm bằng add net float. Chúng ta có thể thực hiện cái công đoạn xem xét điểm mà nhỏ hơn 0 or điểm lớn hơn 10 thì in ra cái câu thông báo điểm nhập sai, vui lòng nhập lại điểm từ 0 cho tới 10. Và ở bên dưới thì sẽ thực hiện là while điểm này phải nằm trong cái khoảng đó là lớn hơn hoặc bằng 0 and điểm nhỏ hơn hoặc bằng 10. Và sau khi kết thúc thì in ra đó là điểm của bạn vừa nhập là, thì chúng ta in ra phần trăm F và in ra điểm. Thì đây là toàn bộ cái nội dung của cái phần demo để cho phép là nhập điểm từ trong cái khoảng là 0 cho tới 10. Và nếu mà người dùng nhập sai điểm trong cái khoảng này thì chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập lại. Chạy chương trình để xem cái kết quả thực hiện. Kích phải chọn run file. Và ở đây nhập điểm. Nếu nhập điểm trừ 2, nhấn enter thì báo đó là điểm nhập sai, vui lòng nhập lại điểm. Và chúng ta thấy đó là thoát, vòng lặp nó thoát luôn. Nó ghi ra đó là điểm của bạn đó là trừ 2. Như vậy là cái điều kiện của chúng ta nó đang có vấn đề. Ở đây thì điều kiện đang có vấn đề là trong khi chúng ta xác định cái điều kiện này nó bị sai. Cho nên là copy cái điều kiện ở trên á, dán xuống bên dưới.
là trong khi điểm nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10 thì quay lên trở lại. Ở đây chúng ta chỉnh sửa cái phần này, đó là ghi điểm là trong khi điểm nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10, để chỉnh sửa cái điều kiện ở trong vòng lặp. Kích phải chọn run foul trở lại để kiểm tra cái kết quả thực hiện. Nhập điểm trừ 2, nhấn enter và chương trình thông báo điểm nhập sai, vui lòng nhập lại điểm từ 0 cho tới 10. Nếu chúng ta nhập 20, nhấn enter, điểm nhập sai, vui lòng nhập lại điểm từ 0 cho tới 10. Nếu chúng ta nhập 9, nhấn enter thì chương trình sẽ báo ra là điểm của bạn vừa nhập là 9 điểm và kết thúc luôn cái vòng lặp quay. Và đây là cái nội dung của cái phần demo. Thì trong này chúng ta đã chỉnh sửa lại cái điều kiện, đó là quay điểm nhỏ hơn 0 hoặc, tức là ở đây là cái O đây. Ở đây là O hoặc là điểm lớn hơn 10 thì chúng ta sẽ quay lên lại làm. Trong khi cái điều kiện này sai, điều kiện này đúng thì quay lên lại làm. Còn nếu điều kiện sai thì thoát ra bên ngoài. Cái này là sai. Còn cái này là nếu điều kiện đúng thì quay lên tiếp tục, là yêu cầu người dùng nhập lại điểm. Tiếp theo xem xét lệnh lập for. Lệnh lập for thì có cú pháp, đó là cái khởi đầu giá trị, thứ hai đó là điều kiện, thứ ba là bước nhảy, và sẽ thực hiện cái công việc ở đây. Thì đầu tiên là vào thực hiện cái các đoạn lệnh khởi đầu, sau đó sẽ xem xét điều kiện, nếu điều kiện đúng sẽ thực hiện công việc, thực hiện công việc xong sẽ thực hiện bước nhảy, tức là bước nhảy ở đây, bước nhảy có thể là tăng hoặc là giảm. Và thực hiện bước nhảy xong, quay lại kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thực hiện công việc và thực hiện bước nhảy, quay lên lại kiểm tra điều kiện, thực hiện công việc, thực hiện bước nhảy, quay lên lại kiểm tra điều kiện, thực hiện công việc, thực hiện bước nhảy. Và nếu mà điều kiện sai thì thoát vòng lặp. Và trong ba cái mệnh đề của for thì chúng ta thấy khởi đầu sẽ thực hiện duy nhất một lần để khởi tạo giá trị cho các cái thành phần, cho các biến ở trong vòng for. Thứ hai đó là điều kiện. Điều kiện sẽ được kiểm tra nhiều lần và bước nhảy cũng được thực hiện để mà thay đổi giá trị của các cái biến tham gia ở trong cái điều kiện này. Và chúng ta sẽ xem xét xuất bản cựu chương với cái lệnh lập for. Thay vì dùng lệnh lập while thì có thể là dùng for. Mở trở lại dự án demo, và trong dự án demo thì mở lớp bản cựu chương. Và trong lớp bản cựu chương thì chúng ta thấy đó là đã sử dụng cái vòng lập while. Thì bây giờ copy cái đoạn lệnh while và dán trở lại, sau đó chúng ta sẽ sử dụng đó là comment. Đây là comment hết cái đoạn lệnh này để mà thấy được cái sự tương đồng giữa hai cái lệnh, một là while, hai là lệnh for khi sử dụng. Và trong này chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh for. Ở đây thì gán y bằng 7, a bằng 7,
Ở đây thì có thể là cho A bằng 7 và B bằng 1. Sau đó B nhỏ hơn hoặc bằng 10 và B cộng cộng. Và đây là cái phiên bản hiển thị bản cửu chương dùng vòng lập for. Thì trong cái phiên bản dùng vòng lập for thì chúng ta thấy có cái sự tương đồng nó như thế này. Đây là điều kiện. Thì chúng ta thấy là nó tương đồng với điều kiện ở trên này. Thứ hai đó là cái phần thay đổi giá trị của biến B. Thì chúng ta có thể là đưa lên trong cái phần là bước nhảy. Cái phần khai báo biến B. Thì chúng ta thấy là có thể đưa vào trong cái mệnh đề là bắt đầu của for. Và rõ ràng nếu mà chúng ta dùng vòng lập for thì có thể gom các cái thành phần lại vào trong cái phần for, cái khai báo của lệnh for nó như thế. Chạy chương trình để kiểm tra cái kết quả thực hiện in bản cửu chương với phiên bản vòng lập for. Thì chúng ta thấy kết quả in ra như thế này. Tuy nhiên là thấy giá trị của B nhảy 2 lần. Ở đây là B nó nhảy tới 2 lần, tức là từ 1 lên 3, 3 lên 5, 5 lên 7, 7 lên 9. Và lý do vì sao ở trong cái vòng lập for chúng ta đã copy cái nội dung ở trên và chuyển xuống dưới. Tuy nhiên vấn đề ở đây là bước nhảy là đã tăng B, và trong cái thân vòng lập for thì chúng ta cũng tăng B lên nữa. Và để giải quyết cái bài toán này thì đơn giản là bỏ cái tăng B ở trong vòng lập for, và chúng ta có thể là vào chỉnh sửa, đây là bỏ cái B đi. Sau đó chạy lại chương trình để xem cái kết quả thực hiện như thế nào. Và chúng ta thấy cái bản cửu chương đã được in ra theo cái dạng thức như thế này đây. Và in 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 14 thì ra cái bản cửu chương như thế này. Ở đây chúng ta thấy khi hiển thị cái kết quả ra thì cái phần canh chỉnh, ví dụ như dấu bằng thì nó có cái canh chỉnh nó không đẹp. Dấu bằng ở bên dưới thì nó thụt vô một cái khoảng như thế này, nó không đẹp lắm. Và để thực hiện canh chỉnh cho nó đẹp hơn là chúng ta có thể sử dụng các cái cờ của cái định dạng phần trăm D. Và ở đây đưa vào đó là phần trăm 2D, phần trăm 2D, phần trăm 2D như thế này. Và chạy lại chương trình. Thì chúng ta thấy chương trình đã cân bằng cái dấu bằng cho chúng ta. Ở đây thì dấu bằng đã được cân. Ở đây thì chúng ta thấy là dấu bằng đã được cân chỉnh bằng nhau như thế này. Và cái số 2 này là sẽ in cái số đó hai cái ký tự. In số đó thành hai ký tự. In cái số đó hai ký tự. Tức là ở trong hai cái khoảng ký tự. Và nếu mà không đủ thì nó in khoảng trắng ở trước. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét lại break và continue. Break là dùng để ngắt lệnh lập, và continue là dùng để thực hiện lần lập tiếp theo và bỏ qua các cái nội dung của cái bước lập còn lại, bước lập hiện tại. Ở đây
Chúng ta thấy trong cái hình thì nếu mà gặp rack thì chương trình sẽ thoát vòng lặp ngay lập tức. Và nếu mà gặp continue thì những cái phần việc còn lại ở trong cái bước lặp hiện tại thì sẽ được bỏ qua và chuyển lên cái bước lặp tiếp theo, tức là chuyển sang cái bước lặp tiếp theo. Và break ở trong Java thì chúng ta có thể gặp ở trong cái lệnh switch case, tức là trong cái khấu lệnh switch case dùng break để mà thoát khỏi cái khấu lệnh switch case. Và đây là ví dụ while true. Nếu mà chúng ta viết như thế này thì có nghĩa là vòng lặp này nó sẽ chạy liên tục, không có cái kết thúc. Và nếu điểm bằng, tức là yêu cầu người dùng nhập điểm và sau đó là thực hiện so sánh, nếu điểm lớn hơn không, lớn hơn bằng không và điểm nhỏ hơn bằng 10 thì break, tức là thoát khỏi cái vòng lặp này. Và nếu điểm nằm ngoài cái khoảng này thì in ra đó là điểm phải từ 0 cho tới 10. Và chúng ta sẽ xem xét cái phần 2 nó về mảng. Thì mảng là gì? Thì trong lập trình thì đây là cái cấu trúc dữ liệu được sử dụng rất là phổ biến và rất là quan trọng. Và mảng là cấu trúc lưu trữ nhiều phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Chúng ta thấy đó là 579145. Thì đây là một tập các phần tử và được lưu theo một dãy như thế này liền nhau. Trong đó phần tử đầu tiên là được đánh cái chỉ số, đó là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 như thế này. Và để truy xuất tới các phần tử thì chúng ta cần phải có chỉ số, và chỉ số được đánh từ 0 cho cái phần tử đầu tiên. Các thao tác của mảng bao gồm khai báo, truy cập, có nghĩa là đọc và ghi, lấy số phần tử, diệt mảng, sắp xếp các phần tử mảng. Đầu tiên là khai báo mảng. Khai báo thì khai báo không khởi tạo, thì trong Java chúng ta có thể đặt cái cặp dấu hoặc vuông này trước tên mảng hoặc là sau tên mảng đều được. Và ở đây là khai báo và cấp phát cái vùng nhớ cho mảng đó. Ở đây chúng ta có thể hình dung đó là cái mảng được cấp phát là 5 cái chuỗi. Và khai báo mảng có khởi tạo. Ở đây chúng ta khai báo mảng D1 và khởi tạo các cái giá trị ban đầu cho các cái phần tử của mảng gồm 2, 3, 4, 5, 6. Và khai báo mảng nhưng không dùng cái new này mà dùng cú pháp khởi tạo, vừa khởi tạo vừa khai báo mảng luôn. Tức là vừa khởi tạo vừa khởi gán các cái giá trị cho các phần tử của mảng luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái mảng D2 là 2, 3, 4, 5, 6. Thì đây là các cái giá trị được khởi tạo cho các phần tử của mảng. Và mảng này bao gồm đó là 5 phần tử. Thì Java nó sẽ tính là chúng ta khởi tạo bao nhiêu giá trị thì nó sẽ lấy số giá trị đó cấp phát cho số phần tử của mảng. Truy xuất tới các phần tử mảng sử dụng chỉ số index để phân biệt các phần tử, và chỉ số mảng được tính từ 0. Thì chúng ta thấy là A2 bằng A1 nhân với 4 thì ở đây tương đương với lại A2 là 5, tương đương với lại cái vị trí của số 5. A1 là 3 nhân với 4 thì cái này là chúng ta tính ra được. Và sau khi mà thực hiện cái phép toán thì mảng sẽ trở thành đó là 4, 3, 12 và 7. Để mà biết cái số phần tử được lưu ở trong mảng thì có thể sử dụng cái phương thức len để lấy về số phần tử có trong mảng. Và để diệt qua các cái phần tử của mảng thì có thể dùng cái vòng lặp for each. Đây là một cái loại vòng lặp
rất là phổ biến ở trong Java. Thì chúng ta thấy là for kiểu dữ liệu của từng phần tử mạng, rồi sau đó là dấu hai chấm và cái mãn hay là tập hợp. Ở đây chúng ta thấy cái sơ đồ thế này, đầu tiên đi vào xem là hết phần tử hay chưa. Nếu mà chưa thì lấy phần tử ít từ tập hợp, xử lý phần tử ít và quay lên lại kiểm tra đã hết tập hợp hay chưa. Tiếp tục quay lên lại, và nếu hết rồi thì thoát. Và diệt mãn thì hai vòng lặp thường được sử dụng để diệt mãn, đó là for và for each. Thì for thì theo cái dạng thức là dùng cái phương thức, cái thuộc tính len để mà lấy cái số phần tử được lưu trong mãn. Còn for each là dùng theo kiểu như thế này. Và ví dụ sau tính tổng các số chẵn của mãn, lấy từng phần tử từ mãn với for each. Ở đây là x với x thuộc về cái mãn A, thì chúng ta lấy mẫu phần tử x như thế, nhân chia lấy phần dư của hai mà bằng 0 hay không. Nếu mà bằng 0, tức là phần dư sau khi phép chia lấy dư mà bằng 0, thì thực hiện là cộng cái x vào cho tổng và in ra, đó là tổng các cái số chẵn ở trong mãn. Và cái mãn của chúng ta đó là bao gồm các phần tử 9, 3, 8, 7, 3, 9, 4, 2. Và chúng ta sẽ xem xét cái demo cho phép nhập mãn số nguyên, sau đó tính và xuất trung bình cộng, xuất lập phương các phần tử mãn. Mở trở lại dự án demo và sẽ thêm vào cái lớp kích phải vào trong package, chọn new, chọn Java class, đặt tên đó là mãn số. Ở đây chúng ta chú ý là tên lớp đó là mãn số. Và sau đó thì nhấn vào Finish để tạo ra lớp, nhấn Finish. Trong lớp mãn số tràn vào phương thức Public Static Void Main. Và đầu tiên là sẽ khai báo một mãn. Ở đây có thể đặt cái dấu ngoặc vuông ở trước cái khai báo cái mãn. Cái này là bằng New In. Và khai báo và cấp phát 10 phần tử cho mãn. Sau đó sẽ dùng cái vòng lặp for để yêu cầu người dùng nhập 10 phần tử cho mãn. Thì để mà có thể là truy cập được các phần tử của mãn thì chúng ta có thể là khai báo một cái biến y bằng 0 và thực hiện đó là while do, do while. Và y y nhỏ hơn 10 thì sẽ thực hiện đó là yêu cầu người dùng nhập vào đó là cái mãn có phần tử thứ y nào đó và bằng. Và công việc đơn giản tiếp theo đó là cần phải có cái lớp, cái đối tượng scanner. Cái này là new cái scanner.system.in. Và ở đây thì chúng ta có thể mãn và truy cập tới phần tử thứ y nào đó bằng dùng cái đối tượng là thể hiện của lớp scanner net in. Và sau khi mà nhập y xong thì có thể là tăng cái giá trị của biến y lên cho 1. Và đây là cái nội dung sơ bộ của cái demo. Thì trong đó là yêu cầu người dùng nhập vào giá trị của các cái thành phần của mãn. Thì ở đây là chúng ta khai báo mãn có 10 phần tử và nhập các cái giá trị cho các phần tử này.
chạy chương trình để kiểm tra cái kết quả của cái nhập liệu như thế nào, kích phải chọn run file. Và ở đây có lỗi xảy ra. Và chúng ta lưu ý là khi mà gặp lỗi thì chịu khó đó là đọc thông báo lỗi. Và thông báo lỗi rất là rõ ràng, đó là format specifier, cái này phần trăm D. Và chúng ta thấy là phần trăm D ở cái dòng nào. Chú ý một số các cái nội dung thông báo và cái dòng ở đây. Chúng ta thấy là dòng 20 nè, so sánh là cái này là dòng 20 nè, so khớp. Và khi gặp thông báo lỗi, gặp thông báo số dòng, mở ngay cái dòng đó ra và tìm coi thử là có cái chỗ nào phần trăm D hay như thế này không, phần trăm D. Và chúng ta suy nghĩ coi thử, nếu mà dùng phần trăm D thì ở đằng sau này là phải là có cái số, có số. Cho nên là có thể sửa lại bằng cách là phải y và nhắn lưu trở lại, chạy lại chương trình run file. Và chương trình sẽ hỏi mình, đó là nhập vào mảng phần tử 0, nhập vào đó là 12, nhấn enter. Phần tử 1, 2, phần tử 2, 3, phần tử 3, 4, 5, 6, 7, 3, 8, 9, 1 và chương trình kết thúc. Như vậy là chúng ta đã nhập 10 phần tử vào cho mạng. Và ở đây là phần tử đầu tiên đó có chỉ số đó là 0. Phần tử cuối cùng có chỉ số đó là 9. Và để gán vào cho các giá trị cho các phần tử mạng thì có thể thực hiện đó là tên mạng, cái rồi mở ngoặc vuông như thế này, đóng ngoặc vuông, và cái phần ở giữa đó là chỉ số, chỉ số của cái phần tử đó ở trong mạng. Để thực hiện tính và xuất trung bình cộng của tất cả các số ở trong mạng thì có thể dùng cái vòng lặp for each để tính cái trung bình, tính tổng, và sau đó là chúng ta sẽ tính trung bình. Và để thực hiện tính tổng thì trong cái chương trình là dùng cái vòng lặp for. Ở đây là for, có thể là dùng cái for each, for in, và cứ mỗi phần tử thuộc về cái mảng này thì sẽ xem xét đó là sum bằng 0. Ở đây chúng ta sẽ cho sum cộng bằng item, tức là item là một phần tử. Item, mỗi phần tử thuộc về cái mảng đó thì sẽ tính tổng ra. Và sau khi tính tổng ra thì sẽ tính ra giá trị, đó là tổng các phần tử mảng và in cái sum này ra. Tiếp theo thì sẽ thực hiện tính trung bình, tức là trung bình thì có thể khai báo biến average và ép kiểu của sum về kiểu float, và sau đó thì truy xuất tới cái thuộc tính len của mảng. Len thì trả về tổng số phần tử ở trong mảng. Ví dụ như là chúng ta khai báo mảng có 10 phần tử thì cái len này nó sẽ trả về đó là 10. Và sau khi có giá trị trung bình xong thì có thể thực hiện in ra, tức là giá trị trung bình của các phần tử thì có thể là cho average.
Và sau khi tính và hiển thị giá trị thì có thể thực hiện chương trình để kiểm tra kết quả. Kết phải chọn run file. Và bắt đầu nhập các cái giá trị cho các phần tử của mảng 4, 2, 6, 7, 1, 3, 5, 9, 2, 3. Và tổng các cái phần tử trong mảng đó là 42. Giá trị trung bình của các phần tử đó là 4.2. Và đây là toàn bộ cái kết quả của cái chương trình. Thì chúng ta thấy đó là tính tổng là dùng cái vòng lặp for each để mà thực hiện tính toán và xuất các cái nội dung ra như thế này. Và đây là toàn bộ nội dung của cái phần demo. Ở trong đó sẽ thực hiện là nhập giá trị của các phần tử của mảng. Mảng gồm bao gồm 10 phần tử. Và sau đó sẽ thực hiện dùng cái for each để tính tổng tất cả các cái giá trị của các phần tử của mảng và tính trung bình và hiển thị giá trị trung bình. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét thao tác mảng nâng cao. Và đây là cái đoạn mã đầu tiên là định nghĩa mảng A có các phần tử như thế này. Và in giá trị của các phần tử. Thì để in giá trị của các phần tử chúng ta có thể dùng vòng lặp để mà duyệt qua các phần tử của mảng, hoặc là có cái cách ngắn gọn là gọi thực hiện phương thức toString, chuyển các mảng này thành là một chuỗi. Và sau khi in giá trị của các phần tử trong mảng, gọi thực hiện phương thức sort để sắp xếp mảng. Và giá trị của các phần tử trong mảng sau khi đã được sắp xếp như thế này thì thứ tự là 2, 3, 3, 4, 7 và các phần tử đã được sắp xếp. Sau khi sắp xếp mảng xong thì gọi thực hiện phương thức binary search để tìm giá trị 8 có xuất hiện ở trong mảng A hay không. Và phương thức binary search sẽ trả về chỉ số của giá trị xuất hiện ở trong mảng. Thì chúng ta thấy là cái vị trí của cái số 8 đó là có chỉ số đó là 5. Thì chúng ta có thể đếm đó là 2 có chỉ số 0, 1, 2, 3, 4 và 5. Phương thức fill A 0 như thế này thì có nghĩa là chúng ta sẽ điền và thay số 0 cho tất cả các phần tử của mảng. Và các phần tử của mảng sau khi gọi thực hiện phương thức fill sẽ tại giá trị 0 như thế này. Và bảng mô tả chi tiết danh sách các cái phương thức thì chúng ta có thể sử dụng để thực hiện thao tác với các phần tử của mảng. Add list, chuyển một mảng sang cái kiểu list. Binary search là tìm kiếm cái vị trí xuất hiện đầu tiên của một cái giá trị ở trong mảng. Và chúng ta lưu ý là trước khi gọi thực hiện binary search thì các phần tử trong mảng phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Sort là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Và toString là chuyển mảng thành chuỗi. Và fill là gán giá trị cho tất cả các phần tử của mảng. Trong phần demo chúng ta sẽ tạo ra một mảng có 5 sinh viên và sau đó xuất cái mảng theo thứ tự tăng dần alphabet.
mở nếp bình và tạo ra lớp kích phải, chọn new, chọn Java class. Trong này đặt tên đó là mảng sinh viên. Ở đây thì chúng ta lưu ý đó là tên lớp và tên package. Sau đó là có thể kích vào nhấn finish để tạo ra lớp. Nhấn finish để tạo lớp. Và trong lớp mảng sinh viên, chúng ta tràn vào phương thức public static void main. Và trong này thì trước hết là khai báo một mảng sinh viên. Thì mảng này có cái kiểu dữ liệu đó là string. Đó là chúng ta có sinh viên. Và mảng sinh viên sẽ dùng để chứa 5 phần tử, cho nên là new string 5 như thế này. Để nhập giá trị cho các phần tử của mảng thì chúng ta có thể sử dụng cái lớp scanner, new scanner, và trong này đó là system in. Sau đó là dùng vòng lặp for. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập 5 phần tử, cho nên là for y bằng 0 và y nhỏ hơn 5. Trước hết sẽ in giá trị, in thông báo nhập sinh viên thứ. Thì ở đây chúng ta có thể in giá trị của đấy, sinh viên thứ bao nhiêu để cho người dùng biết. Và sử dụng cái ring app. Tiếp theo sẽ gọi thực hiện cái phương thức đó là netline để đọc giá trị từ người dùng. Và đây là cái đoạn mà cho phép chúng ta đọc dữ liệu từ người dùng và đưa vào cho cái mảng sinh viên. Sau khi có được dữ liệu, có thể in giá trị của các phần tử của mảng là mảng sinh viên, và chúng ta dùng cái lớp array. Ở đây thì lớp array và gọi thực hiện đó là toString, và trực tiếp đó là cái mảng sinh viên mà chúng ta đã nhập giá trị vào. Chạy chương trình để kiểm tra kết quả thực hiện, kích phải chọn new file. Và mở cái cửa sổ output thì chúng ta đã thấy chương trình hỏi nhập sinh viên thứ bao nhiêu. Thì ở đây có thể nhập Hùng, Minh, Trang, Thành, Tiến, nhấn Enter thì mảng sinh viên đã được in ra. Và cái này thì in ra tất cả các phần tử trong mảng như thế này. Trở lại với cái nội dung thì sau khi in thông tin của mảng thì chúng ta sẽ thực hiện là gọi thực hiện cái phương thức sort để mà sắp xếp các phần tử trong mảng. Ở đây chúng ta có thể là sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần. Và sau đó thì có thể in trở lại cái mảng. Ở đây thì chúng ta hình dung đó là mảng sinh viên sau khi sắp xếp.
và kích phải chọn run file để chạy chương trình để xem cái kết quả thực hiện của chương trình như thế nào. Thì đầu tiên nhập Thành, Minh, Hà, Văn, An, nhấn Enter. Thì chúng ta thấy đó là dữ liệu gốc, tức là các phần tử mà chưa được sắp xếp thì theo dạng thứ như này, và các phần tử sau khi đã được sắp xếp thì theo cái dạng alpha b như thế này. Và đây là nội dung của phần demo. Thì trong cái nội dung này thì chúng ta lưu ý một số các cái chỗ. Đầu tiên đó là cái lớp array thì chúng ta cần phải import vào, và nếu không thì không thể sử dụng được các phương thức. Ở đây chúng ta lưu ý tức là muốn sử dụng cái lớp array thì đều phải import vào. Và trong phần demo thì chúng ta đã sử dụng ba cái phương thức của lớp arrays to string, là chuyển các phần tử của mảng thành chuỗi, sort là sắp xếp các phần tử của mảng, và đây là to string thì cũng thực hiện chuyển các phần tử của mảng thành chuỗi để in ra cho người dùng. Và trong cái nội dung của cái phần này thì chúng ta đã thực hiện đó là nhập các phần tử của mảng và yêu cầu đó là người dùng nhập vào từng phần tử của mảng. Ở đây thì nhập 5 phần tử, cho nên chúng ta thấy đó là nó 5 phần tử và chú ý giá trị 5, và cái nhỏ hơn và y sẽ chạy từ 0 cho tới nhỏ hơn 5, chứ không không ở đây thì chúng ta không dùng dấu bằng mà phải dùng là nhỏ hơn 5, vì chỉ số của mảng bắt đầu với phần tử đầu tiên có chỉ số 0. Phương thức sort của lớp array thì ngầm định đó là sắp xếp tăng dần, và chúng ta khó để thực hiện là sắp xếp giảm dần, hay là một số cái kiểu đặc biệt thì chúng ta khó so sánh. Tuy nhiên thì đây là cái theo kiểu truyền thống, còn Java hiện nay thì có thể là cho phép chúng ta sử dụng cái lambda expression để thực hiện sắp xếp tăng hay giảm, hay thực hiện so sánh thì cũng rất là dễ dàng. Và để khắc phục những cái nhược điểm như liệt kê ở đây thì chúng ta có thể tự xây dựng giải pháp thuật toán sắp xếp. Thì đây là cái đoạn mã về sắp xếp mảng, thì trong đó dùng cái vòng for đầu tiên để chạy từ 0 cho tới cái độ dài của mảng trừ 1, và vòng for thứ hai thì chúng ta dùng để mà chạy từ một cái giá trị y cộng 1 cho tới cái len. Ở đây thì chúng ta sẽ nhỏ hơn cái len và kiểm tra giá trị của AI với AG. Nếu AI lớn hơn AG thì chúng ta có thể thực hiện cái hoán đổi giá trị của hai cái phần tử AI và AG như thế này. Trong cái thuật toán hoán đổi thì chúng ta có thể dùng một cái mảng tạm và lưu tạm cái giá trị của AI, rồi sau đó là gán AG cho AI và lấy giá trị tạm và gán cho AG. Phần demo sẽ xem xét nhập hai mảng họ tên và điểm, xuất hai mảng giảm dần theo điểm. Thì trong phần demo này chúng ta có thể sử dụng trực tiếp cái phần demo ở trước và
khai báo thêm mảng để nhập điểm và sẽ thực hiện sắp xếp cùng lúc hai mảng, tuy nhiên là sắp xếp theo điểm. Quay trở lại cái đoạn mã demo thì chúng ta có thể chỉnh sửa bằng cách là khai báo thêm cái mảng điểm. Thì mảng điểm thì có thể là điểm ở đây thì new float và năm. Ở trong cái phương thức, ở trong cái vòng lặp for thì chúng ta thêm cái đoạn xử lý đó là nhập điểm. Này là nhập điểm thứ và cho y cộng cho 1. Ở đây thì khai báo điểm y bằng add net plot, nhập điểm. Và do cái để phục vụ lại cái việc nhập lại chuỗi ở phần trên thì chúng ta lưu ý, tức là ở đây á thì sau khi gọi thực hiện net float thì trong bộ đệm vẫn còn một cái ký tự enter sau khi đã lấy dữ liệu số xong. Thì nếu mà quay lên trở lại cái bước lặp tiếp theo đến cái phương thức net line thì cái phương thức net line sẽ lấy cái tự enter luôn và gán vào cho cái phần tử tiếp theo của mảng, đó là sinh viên. Cho nên chúng ta có thể loại bỏ ký tự enter này thông qua cái kỹ thuật đó là add net line, gọi thực hiện cái phương thức net line mà không lấy giá trị. Và cái phần bên dưới thì thay vì gọi thực hiện sắp xếp của array thì chúng ta có thể thực hiện sắp xếp bằng tay bằng cách là sử dụng vòng lặp for. Đầu tiên là for y bằng 0 và y nhỏ hơn điểm len trừ 1. Vòng lặp thứ hai thì chúng ta sẽ cho j sẽ điểm len và ở đây thì chúng ta cho y cộng cho 1. Và theo yêu cầu, tức là sẽ sắp xếp hai cái mảng cùng lúc theo cái mảng điểm, cho nên là chúng ta sẽ kiểm tra đó là điểm y mà lớn hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể là cho điểm c và sẽ thực hiện hoán đổi giá trị cho hai phần tử. Thì đầu tiên là chúng ta cho tạm bằng điểm j, sau đó điểm j bằng điểm i, điểm i là bằng tạm và chúng ta ở đây thì do cái điểm đó là kiểu float cho nên chúng ta phải chuyển kiểu tương ứng. Và tương tự như vậy thì đối với lại cái string thì chúng ta sẽ thực hiện hoán đổi giá trị cho hai cái phần tử của cái mảng, đó là sinh viên. Ở đây thì chúng ta cho cái mảng y bằng sinh viên j s j bằng sinh viên bằng ST. Và sau khi sắp xếp xong thì chúng ta có thể thực hiện in cái giá trị của mảng sinh viên ra và tiếp tục in tiếp, đó là giá trị của mảng điểm, cái này mảng sinh viên. Và ở trên này thì chúng ta có thể là bổ sung thêm cái phần đó là in giá trị của cái điểm, cái này là mảng điểm sinh viên và ở đây là mảng
điểm sinh viên. Kích phải chương trình, chọn Runfile để kiểm tra cái kết quả thực hiện. Và mở cái cửa sổ output thì chúng ta có thể là nhập sinh viên Hà, điểm thứ chúng ta có 8, Văn 6, Thành 9, Tín 10, Thu 7 và nhấn Enter. Thì đây là cái kết quả của cái mảng điểm mà chưa được sắp xếp, và đây là kết quả của mảng điểm đã được sắp xếp. Và chúng ta cũng thấy luôn, tức là khi sắp xếp mảng điểm thì cái mảng sinh viên cũng được sắp xếp theo theo cái thứ tự đó là giảm dần. Khi thực hiện sắp xếp thì chúng ta chú ý cái dấu nhỏ hơn ở đây. Dấu nhỏ hơn ở đây thì giúp là chúng ta sắp xếp giá trị theo giảm dần. Và để mà có thể là thực hiện sắp xếp theo giá trị tăng dần thì có thể thay cái dấu nhỏ hơn bằng cái dấu lớn hơn. Và vì chúng ta tự viết ra cái đoạn sắp xếp cho nên có thể rất là tùy biến, mà có thể cho sắp xếp tăng dần hay là cho sắp xếp giảm dần thì theo cái mong muốn của chúng ta. Và đây là toàn bộ cái đoạn mã đã được chỉnh sửa của phần demo để giúp cho chúng ta có thể thực hiện sắp xếp cùng lúc hai mảng. Để trong đoạn mã thì chúng ta lưu ý đó là thêm vào các cái phần, thứ nhất là phần khai báo cái mảng điểm và cái phần nhập điểm. Rồi chúng ta sẽ thay vì gọi thực hiện cái phương thức sort thủ công như thế này, sort tự động như thế này của cái lớp array, thì chúng ta sẽ đi viết cái đoạn mã sắp xếp thủ công. Và trong đoạn mã này thì đã thực hiện đó là sắp xếp cùng lúc hai cái mảng, tức là chúng ta sẽ hoán đổi các phần tử của mảng điểm và phần tử của mảng sinh viên. Và cái đoạn bên dưới thì cho phép in giá trị của mảng sinh viên và in giá trị của mảng điểm. Và chúng ta thấy đó là cái phần điều chỉnh thì có sẽ thêm vào một số các cái nội dung như thế. Và bên này thì gọi thực hiện sort để thực hiện sắp xếp thì chúng ta có thể là command đi. Và cái bên này thì chúng ta thiếu cái chỗ là khai báo cái điểm, thì có một cái sự so sánh và cái sự khác nhau giữa cái phần demo trước và phần demo này, bổ sung thêm các cái nội dung để thực hiện sắp xếp và quản lý nội dung của hai mạng. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học. Trong nội dung bài học đã tìm hiểu về vòng lặp. Vòng lặp trong Java thì về cơ bản là chúng ta sẽ có 4 loại: vòng lặp while, do while, vòng lặp for và vòng lặp for each. Chúng ta có hai lệnh ngắt: break và continue, và mãn.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.